Chào các bạn đã quay trở lại với kênh video của Thành Đạt. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn dòng sản phẩm là máy ép nhiệt thường khổ 40-60. Như các bạn có thể thấy ở đây chính là thiết kế của sản phẩm mình đã khui thùng ra sẵn rồi. Với tông màu chủ đạo là màu đen tuyền thì mà dòng sản phẩm này cũng rất là dễ cho các bạn bố trí sử dụng trong văn phòng hoặc là cơ sở làm việc của mình mà không có sợ bị dơ nhiều, tại vì sản phẩm này màu sắc cũng màu đen rất là dễ sử dụng. Sau đây mình sẽ giới thiệu một vài bộ phận trên máy và các chức năng của nó. Máy sẽ có bao gồm hai phần, một phần là đầu máy dùng để điều khiển, thứ hai là mâm ép nhiệt bao gồm mâm trên và mâm dưới. Về bộ điều khiển thì chúng ta sẽ có một nút nguồn ở phía bên hông tay phải thân máy và một bộ điều khiển dùng để điều khiển thời gian và điều khiển nhiệt độ. Lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn điều khiển cài đặt nhiệt độ và thời gian trên máy. Rồi, thứ hai nữa là chúng ta sẽ có mâm ép nhiệt. Các bộ phận trên mâm ép nhiệt thì chúng ta sẽ bao gồm một cái thanh tay gần gạt dùng để đưa cái mâm trên xuống hoặc là mình hạ xuống, và trên cái cán của mâm cần gạt này á, chúng ta sẽ có một cái nút lò xo dùng để điều chỉnh lực ép. Nếu như chúng ta cảm thấy lực ép nó chặt quá thì chúng ta có thể nới ra, và nếu như mà lực ép nó lỏng thì chúng ta có thể siết chặt thêm vào, tùy vào cái sản phẩm và cái lực ép của sản phẩm để mình điều chỉnh. Rồi, bây giờ mình sẽ nhấc mâm trên của máy ép nhiệt lên. Rồi, đây là mâm trên của máy ép nhiệt. Phần tạo ra nhiệt năng của máy chính là mâm trên của máy ép nhiệt nha các bạn. Và phía mâm trên đã được Thành Đạt lắp một miếng vải cách nhiệt ở bên trên này luôn, để tránh cho cái trường hợp chúng ta sử dụng ép nhiệt nó bị dơ hoặc là bị nó lem trên thân máy, thì chúng ta đã có một miếng vải cách nhiệt ở trên này rồi. Và phía dưới cũng sẽ được trang bị một miếng cao su cách nhiệt. Cao su này giúp cho chúng ta sẽ ép được nó có lực đàn hồi và nó được đẹp hơn cho sản phẩm của chúng ta. Ở đây là máy đã được trang bị tất cả những cái thiết bị như vậy rồi. Khi chúng ta mua về là kỹ thuật của Thành Đạt cũng sẽ cài đặt trên máy sẵn cho chúng ta luôn, và về chúng ta chỉ có việc sử dụng và ép thôi. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt nhiệt độ và thời gian trên máy ép nhiệt khổ 40-60 nha. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt nhiệt độ và thời gian trên máy ép nhiệt thường khổ 40-60. Đầu tiên chúng ta sẽ bật nút nguồn ở phía bên tay phải hông máy. Đồng hồ trên này đã hiển thị sẽ có hai nút set màu đỏ và nút set màu xanh. Nút set màu đỏ dùng để điều khiển nhiệt độ, nút set màu xanh dùng để điều khiển thời gian. Đầu tiên nút set màu đỏ chúng ta ấn lần đầu tiên, chúng ta sẽ thấy nhiệt độ hiển thị lên trên này là đang nhiệt độ của máy. Thì nếu như muốn tăng nhiệt độ thì chúng ta ấn nút mũi tên lên trên, giảm nhiệt độ thì chúng ta ấn nút mũi tên xuống dưới. Ở đây mình đang muốn nhiệt độ nó là 210 độ C, ở đây đã đủ rồi, thì chúng ta sẽ giữ nút set này chừng khoảng 3 giây. Rồi, sau đó chúng ta ấn nút set màu xanh dùng để điều khiển thời gian. Rồi, tương tự như vậy, mình muốn tăng thời gian thì ấn nút xanh và giảm thời gian thì ấn nút xanh mũi tên hình xuống. Ở đây mình muốn điều khiển là 25 giây. Đã đủ 25 giây rồi thì mình sẽ ấn nút set giữ khoảng 3 giây. Rồi, như vậy là máy này đã được cài đặt nhiệt độ là 210 độ và thời gian là 25 giây. Mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt máy ép nhiệt khổ 40-60 xong rồi ha. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn in hình lên máy ép nhiệt phản khổ 40-60, và chúng ta cần phải chuẩn bị một vài thiết bị như sau. Đầu tiên là chúng ta cần chuẩn bị miếng phít cách nhiệt. Miếng phít này dùng để lồng vào bên trong thân áo. Thứ hai, chúng ta cần chuẩn bị là găng tay. Găng tay này chúng ta có thể sử dụng bằng găng tay cao su hoặc găng tay bằng vải dày. Rồi, thứ ba chúng ta cần phải chuẩn bị giấy in chỉ nhiệt. Giấy in chỉ nhiệt đây mình đã có in hình sẵn bằng mực nhiệt lên trên này rồi. Rồi, thứ tư nữa là chúng ta cần chuẩn bị phôi áo in chỉ nhiệt. Phôi áo đây mình chuẩn bị phôi áo sáng màu. Và chúng ta chuẩn bị máy ép nhiệt của chúng ta để nhiệt độ ở 210 độ và thời gian là 25 giây. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành hướng dẫn các bạn in hình áo sản phẩm của máy ép nhiệt khổ 40-60.
Trên đây là mình đã giới thiệu và hướng dẫn xong về dòng máy ép nhiệt phẳng khổ 40-60. Nếu các bạn có quan tâm đến dòng sản phẩm này hoặc cần tư vấn về kỹ thuật thêm thì mời các bạn liên hệ tới hotline ở trên màn hình. Sẽ có nhân viên của Thành Đạt tư vấn và báo giá cụ thể cho các bạn nhé. Rồi mời các bạn like và đăng ký để ủng hộ kênh video của Thành Đạt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau ạ.